Vâng, Việt Cường nghĩ như thế này, để chọn một cái cây quất đẹp và độc đáo để trưng trong nhà ngày Tết đã khó rồi. Thế nhưng làm thế nào để giữ được cây quất này nó tươi lâu và trưng được lâu bền là một cái điều khó hơn nữa. Vâng, và đó cũng chắc chắn là những câu hỏi của khán giả đang theo dõi chương trình Nông thôn Chuyển động. Và ngay sau đây thì Nông thôn Chuyển động cũng sẽ có cuộc trao đổi với nghệ nhân Bùi Thế Mạnh, một người có kinh nghiệm trồng và chăm sóc quất cảnh hàng chục năm, để cùng nghe ông tư vấn về bí quyết giữ quất tươi lâu trong ngày Tết. Hiện nay có rất là nhiều người mua cây về mà chỉ được một thời gian là cây có hiện tượng là rụng lá, rụng quả. Vậy thì nghệ nhân có thể chia sẻ một số cái kinh nghiệm để mình giữ quả trong ngày Tết được tươi lâu không ạ? Thứ nhất là người chơi phải am hiểu thêm về cái khoảng lượng cây to nhỏ khác nhau để người ta chăm sóc nước. Ví dụ một cây nhỏ thì mình không thể nào mà tưới nước thường xuyên nhiều được. Thì ra tưới một cái lượng vừa, ví dụ chậu nhỏ người ta tưới có thể là 5 ngày tưới 1 lít nước. 7 ngày tưới hơn một tí nữa cũng được, hay là 4 ngày ta phải nhìn xem được đất trong này nó khô bao nhiêu để ta chăm sóc. Còn những cây to này thì có thể phải tưới đến 2-3 lít nước. Chứ nếu nhiều nhà mà về này, khi chăm sóc lại nhìn thấy tưới một lượng nước ít quá thì khi cây nó héo quá rồi lại tưới nước vào nhiều một khi nó lại rụng lá rụng quả. Đấy, nên thì cái người những gia đình mà chơi quất là ta cũng phải tìm hiểu kỹ về cái lượng đất tưới trong này. Vâng, theo nghệ nhân thì yếu tố độ ẩm là yếu tố quyết định đến cái việc là cây quất có bền lâu hay không. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể xác định được là thời điểm nào là chúng ta cần phải cung cấp cái độ ẩm cho cây ạ? Đầu tiên là phải xem cái lá này, đừng để quăn. Nếu mà quăn bóp như này là bị thiếu nước nhiều. Đấy, nó phải thường thường mở như này. Hôm nay là trời nắng nên cái nhiệt độ nó bốc hơi nhanh, nên cái lá nó là. Chứ nếu mà độ ẩm cao trong nhà là lá nó có thể mở ra. Nên thì thường xuyên là mình phải kiểm tra. Thì ta lấy một cái xiên que inox như này, ta cắm xuống thấy mềm mềm là đủ nước. Cứng quá là nó bị đang bị khô nước. Vì cái lượng nước một cái bình cao như thế này mà mình mới tưới được có một ít nước như thế này thì nó mới chỉ ngấm được một khoảng thôi. Thì mình phải tưới 2 lần thì nó mới ngâm xuống dưới. Và tưới một lần như thế thì khoảng 4-5 ngày sau mới tưới tiếp một lần nữa. Khi mà đưa quất vào nhà thì mình sẽ tạo ra cái khí hậu ở trong nhà như thế nào để cái cây quất này nó bền lâu ạ? Thứ nhất là đem vào nhà thì không nên đóng cửa kín nhiều. Có những nhà về quê thì lại đóng để trong nhà. Nếu mà về quê mà cây nhỏ mà bê ra để ban công đấy thì để cho nó quang hợp ở ngoài. Chứ bây giờ để trong nhà mà nó lại kín mấy ngày liền thì cái sự quang hợp oxy nó không trao đổi được thì cây nó dễ bị quăn lá và nó dễ hỏng, không bền. Không nên bật điều hòa vì điều hòa nó là hút không khí trong nhà ra, độ ẩm ra. Thì cái cây này nó đang cần độ ẩm, mình lại hút ra thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cây, phát triển của cây. Xin cảm ơn những chia sẻ của nghệ nhân Bùi Thế Mạnh ạ.